Cái này được ba tặng cho Bella này. Cũng bị tặng ba nữa ơi. Của ba la nè. Ba la ba tặng. Ba là ba la. Mở ra, mở ra. Mở ra cho em. Được chơi á. Chóng ngợp, chóng ngợp quá. Oh, wow. Có cái con gì vậy? Thiên quỳ nữa. Ao à. Thiên quỳ. Rồi. Ok, rồi. Quay qua cho bạn. Thiên quỳ, dễ thương quá đây. Wow. Em đi. Mọi người, em chụp liền kìa, Ôi giờ tôi tặng cho vợ luôn hả? Khui. She wants it again. Đưa đứa kia chồng tặng cho này. Đây, có ba tặng mẹ đây. Dạ. Cái này với thằng mẹ mở. Merry Christmas cái này con gái. Trường mà sẽ dùng con chuột này màu xanh. Từ đây về sau lúc ngày nào cũng là xanh hết. Microsoft hả? Microsoft Mouse. I love it. Mở ra hả? Mắt kiểu có gần quá hả? Xa đâu. Đây. Cái chưa nè. Cái này mở ra để bỏ pin vô nè. Nè, các bạn nhìn nè. Nhìn đã là kịch quá. Cảm ơn con gái yêu nha. Rồi con gái tặng. Look, this is my. Đây, tặng giờ đây. Dạ, cảm ơn chồng. Thôi, lấy giấy ra đi. Cái bịch đó của ai vậy con? Mày coi hả? Hả? No, you have to open. Open mine. Open. What is this? Look, okay, so I... đồ ấm nhìn đã quá vậy. Trời áo. Còn dừa không con? Ướm lên thử dừa không? Sao vậy?
12 mình sẽ nêm nha. Wow. Đổ màu, đổ màu. À, vậy đó mới đạp mới phu. Thích không con? Mm-hmm. You like it? From here it's black because I'm facing down and đẹp quá. Ui trời, xé ra, xé ra, xé ra. Như này em vô để em xé ra. Để em xé ra. Rồi rồi, trúng mặt em, trúng mặt em. Màn unbox quà sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh và một năm mới tràn đầy niềm vui. Giải tay.